như lập hộp nha các bác, mới như lập hộp. Về giá thì các bác không cần bàn về giá luôn nha, em giao giá cực kỳ yêu thương, cũng như là hàng các bác mình gọi là xanh những con sản phẩm hàng độc và giá yêu thương luôn. Con này em báo rồi, giá là 20 nha, bao gồm phí ship, bác nào nhanh thì mình chốt thôi. Chứ con này là thị trường ở Việt Nam chúng ta có được vài con thôi và họ bán cũng 25 đến 26 triệu. Và con này hiện tại trên trang đấu bên Mỹ hiện tại lên tới là 1.200 đến 1.800 đô rồi. Con này em đấu Nhật về giá nó tốt nha các bác. Em giao các bác là 20 không qua khâu trung gian này. Đây có cổng riêng này các bác. Đấy. 280W. Điện 100 đến 120V. Serie 3311, những con SIB thì hiếm rồi nên không cần serie thì riết các bác. Nó chạy cái cầu loa của Mỹ nha các bác, của CMS của Mỹ nha. Đánh cầu 4 ôm và 8 ôm. Mới như lập hộp nha các bác. Ốp gỗ, bóng piano. Giá 20 bao gồm phí ship, bác còn nhanh mình chốt nha. Với chất âm L34 thì nó thiên về ngọt ngào, kiểu như 300B, mềm mại ngọt ngào. Đánh tốt như dòng loa bass 40 luôn nha. Nói chung những con đèn này đánh bass 40, độ nhẹ từ 90 decibel trở lên là vô tư. Đánh dòng Antet, loa cây vân vân. Bác nào chốt alo cho qua hai số điện thoại trên, mới lắm. JTRV 35SAB, con này về sáng nay các bác. Đây, mới len keng luôn, bốn bóng theo máy nha. Giá là 20 bao gồm phí ship, tầm 20 triệu là các bác đã sở hữu một con JTRV 35 SEB rồi. Và cũng con là con đầu tiên em về luôn. Em tham khảo ở Việt Nam chúng ta thì cũng có được vài con đấy. Con này ở thị trường Mỹ rất là chuộng các bác, họ đấu giá rất là cao. Các bác lên trang bay gõ JTRV 35SAB coi. Họ đang đấu thấy 1.000 mấy. Phía trước cũng là cổng hiệu vào Liên 3. Bác là chốt thì alo nha. Giá là 20 bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ bớt 200. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên, em ship hàng tận nơi. Các bác cho em tên, địa chỉ thì em ship hàng. Các bác nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại. Máy móc thì bên em bao zin, cơ bản nhất là các bác sẽ sở hữu được cái sản phẩm này đầu tiên tại shop em, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nhé. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đây là con âm ly đèn JTRV 35SAB mới cập bến và cũng là con đầu tiên em về luôn. Trải qua bán cũng 6-7 năm rồi mà cũng là đầu tiên về được con này các bác, TRV 35SAB. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé, để luôn được cập nhật những video mới nhất về. Con này mới như chưa sử dụng luôn nha. Khiển này, khiển nó sẽ có cái mã vạch và seri này. Nó sẽ vào bên hông nó y tròn luôn. Còn chưa sử dụng còn nguyên tem nha. Như mới luôn. Đây là con CD đèn. Các bác nào đang chơi những dòng âm ly đèn thì thiếu cái CD đèn thì bê ngay. Hoặc là kể cả những dòng âm ly bán dẫn cần một con CD đèn. Thì phía sau của con CD này thì nó sẽ có cổng ba lăng này các bác, cổng AV này. Ba lăng này thì sử dụng cho những cái âm ly đời cao này, cổng quang, cổng coaxial, 20W điện 100V, hàng nội địa của Nhật, tiếng Nhật này các bác. Con này giá là 20 triệu nha các bác, bao gồm phí ship nha. Máy mới như chưa sử dụng nha. Khiển mới keng, còn tem luôn. Bên em có cả âm ly của hãng này luôn, cho các bác có thể phối ghép. Các bác lấy nguyên bộ thì có thể lấy luôn âm ly. Âm ly thì em sẽ có cái mã STB như là TRV 35SAB, giá là 20 triệu 500. Còn con này là giá 20 nha. Nghe những con âm CD đèn này nó sạch sẽ, độ chi tiết cực kỳ cao luôn. Nó về CD đèn thì nó ở trong một cái dòng hi-fi rồi các bác. Nó mang lại một cái chất âm cực kỳ là hòa tĩnh và sạch sẽ luôn. Để các bác cùng xem có ở bên trong xe đèn thì nó có bộ cơ và hệ thống mạch và xử lý âm thanh và những cái bộ khuếch đại rè đèn. Đây là các bác, mời các bác cùng xem. Thì những cái dòng đèn thì linh kiện nó sẽ sử dụng những linh kiện dòng cao cấp nhất nha các bác. Có thấy linh kiện không? Tất cả linh kiện vàng. Và tăng phô là tăng phô xuyến. Đây là hệ thống lọc điện các bác, lọc điện. Đây là phần bóng rè. Đấy. Đây là những bộ xử lý âm thanh.
những con AC và con DAC, đây là bộ cơ. Đây là cấu hình của một con xe đèn của hãng Tri, tất cả sự tinh tí. Trước khi mà ra để các bác xuống âm lên thì nó sẽ qua một bộ xử lý đèn nha, còn chưa qua IC và giải mã rồi nó sẽ qua một con đèn và mới ra phần này cho các bác để xử lý một cái tín hiệu âm thanh tốt nhất. Tri TRV CD 4SE giá là 20 triệu nha các bác. Bác nào lấy thì cứ alo cho em qua số điện thoại trên. Khiển riêng đầy đủ, con này mới như chưa xài luôn nha.